Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì ở quê mình cũng vào đầu mùa nước nổi rồi đó cả nhà, nên sáng mới vô cạp cho bà con hai bên lộ nè, thời gian đê ha. Thì ông xã mình cũng kêu để cạp một ít thì mình sẽ chia sẻ cả nhà cùng xem cho vui ha. Thấy đâu vậy anh? Thấy ở đâu? Dây điện này đi ngang khéo quá nha. Chắc quay đầu lại quá. Vậy là một gạo cũng 12.000, ông xã mình kêu cạp 30 gạo nữa nha các bạn. Mình sẽ vừa quay vừa đếm coi được bao nhiêu gạo luôn ha. Đó là bữa hổm ông xã mình cạp chiếc 20 gào rồi mà đắp lên trên bờ này nè, lắp mương rồi đó, nó thiếu nên bây giờ cạp thêm này cả nhà. Bữa nay cạp thì cũng nước cạn như bữa trước cạp thì nước cạn gì nè, 4 gào ha. Bữa nay một gào cũng 12.000. Khoảng 2-3 ngày là có một cô bé đi ngang ha. Ông xã mình cũng định đợi cái cô bé đó quay trở lại để cạp, mà sẵn hôm nay sẵn thấy cái cô bé này đi dạo ngang nè, rồi kêu cạp luôn ha. Quay ngược thì thấy hơi xa nha. Quá dài luôn rồi. Dài hơn của hổm á, cái càng nó dài hơn ha. Cái càng này là nó dài hơn cái càng máy của hổm. Này là ông xã mình cạp trước quả hổm 20 cạp nè, đất giờ nó gáo gì nè cả nhà, đem lên lắp mương với gian bờ mớ rồi, bữa nay thì cạp thêm mớ nữa ha. Đó. Cái mà ở chỗ mình kêu ở đây là kêu gọn là sắn mỏ vịt ha, còn nhiều chỗ thì khác mình hay nghe kêu bằng sắn cu be. Không biết ở chỗ của cô chú anh chị thì một gào cô be vậy là bao nhiêu tiền ha. Ở chỗ mình thì một gào này ông xã mình mới hỏi là cũng 12.000. Hôm trước mình cạp bên đây là một gào cũng 12.000. Bữa nay thì cái cô be khác thì một gào cũng 12.000, cũng bằng giá ha. Mình thấy có một bình luận của một bạn ấy nói ở chỗ bạn ấy á, cái gạo cô be lớn hơn cái gạo này mà một gạo có 10.000 ha, nhưng mà ở chỗ mình thì giá như vậy nè cả nhà. Ở chỗ mình thì mình đã cạp
hai chủ Kobe khác nhau ha, thì cũng một giá một ha, 12.000 một gà cũng vậy. Giá này là nước cạn, chứ giá chiều thì nước lớn nó nhiều lắm đó các à. Lúc này thì nước nổi về rồi, đầu nguồn nước nổi rồi ha, nên bà con người ta cũng hay cạp lên sáng. Kobe nè đi thường lắm. Anh thấy bên đó bao nhiêu gạo vậy? Thấy bên đó bao nhiêu gạo? Chắc mười mấy, mười hai, mười ba vậy. Ôi chỗ này nó hơi gác ha, hơi có mấy cái bao nè. Chuyển qua cái bên đây. Càng quá thì dài trời. Càng dài thì nước cạn, mình thấy xa thôi đó nha. Càng dài hơn sáng quá hổm ha. Đầy lắm rồi, mình phải 30 phút rồi. Cái gạo này. Bữa hổm thì cái nhà ở bên sông đó cũng có cạp, anh hai bên sông có cạp nữa, có cạp mà lần đất phải đập. Rồi bên đây thì ông xã mình cũng cạp, bữa nay thì cạp thêm. Chiến hổm thì 20 gạo, bữa nay 30 gạo, đó là 50 hả anh? 50 gạo. Nãy giờ là khoảng 8 phút rồi. 8 phút nãy giờ chắc khoảng 20 gào rồi ha. Nãy giờ em không có đếm nữa nhưng mà độ khoảng 20 gào. Ở dưới sông cạp lên thì có dính bao. Một gào thì sạch, gào thì cũng xa xa cũng có dính dâm bao ha. Cạp đó xong rồi bây giờ ông xã mình đi ra sửa đất. Giờ mới cho thảy vô trong cái chỗ thấp này nè cả nhà. Giờ ban đất ra ha. Mùa nước nổi là gì đó cả nhà. Ở miền Tây mình mùa nước nổi là hay có gian đê, gian bờ lộ ha. Cái chừng sinh chúng người ta. Sinh mới thảy vô lên nó mềm nó dễ sắn anh. Không có múc nước thấm nó len hả? Chút mà thấm. Mới nó trơn vậy. Mới tươi xanh luôn á, mới cạp lên là mới chừng 10 phút cái vậy ha. Ông xã mình cũng sửa luôn nè, để sợ nó cứng nó khó sửa. Một gào đất ở quê mình là cạp 12.000 một gào ha. Ở đây chỗ mình kêu bằng sáng cạp mỏ vịt. Còn nhiều chỗ kêu bằng Kobe. Một gào Kobe là 12.000 một gào gì nè cả nhà. Không biết ở chỗ cô chú anh chị và các bạn thì một gào bao nhiêu ha. Bây giờ múc nước lên để cho nó thấm len ha anh. Múc nước lên thấm len để cho nó dính sình khó thảy ha. Cái này đang nước ròng sát nè ha, nếu mà nước lớn buổi chiều quá thảy cái là vô trong luôn, mình khỏi sửa luôn á. Nãy thảy con mớ cạp nó tuột xuống dưới mé luôn nè. Tại ông xã mình không có định là kè mé, tính thảy lên đây rồi mình sửa cho vô trong á. Nhưng mà mấy em tưởng đâu là kè mé nên thảy ngoài mé luôn nè. Thôi kệ, sẵn hồi đó chắc ông xã mình cũng sửa luôn ha. Chứ cần cẩu dài mình cho thảy vô trong cũng được nữa đó anh. Cẩu dài hết sức. Nếu nước lớn là có thể thảy vô trong lỗ bên trong rồi luôn được nè. Mùa nước nổi này cái Kobe người ta thường đi qua lại để cạp cho bà con á, bà con hay cạp lắm. Mùa nước nổi thì cạp sửa lỗ, gian đê rồi ha.
mùa nước nổi năm nào cũng vậy, năm nào cũng cạp hết trơn, mà tới nước nổi nó cũng vẫn ngập vậy đó cả nhà. Nước nổi nó vẫn tràn ha. Mình cũng vừa chia sẻ sơ qua về cái cảnh cạp đất ở quê mình và cái giá cô be cạp đất mùa nước nổi ở quê mình, đến cô chú anh chị và các bạn cùng xem cùng tham khảo ha. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi cái clip này của mình. Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe ha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình vào những clip tiếp theo nữa nha. Cái đống đất này làm chắc cỡ 2 ngày mới gọi ha anh. Cỡ đó không? Mình nên làm cỡ 2 ngày không? 2 ngày sợ không gọi cái đống đất này hả? Đống này chắc cỡ chục cạp phải không ta? Không có đếm luôn nữa, nãy cái em ấy tự ghi tự đếm với mình cũng không có đếm nữa. Mình ơi là làm có 2-3 ngày mới gọi đống này hả? Ở đây thảy qua đây không à. Đó.